Ngày 11 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Cẩm Xuyên vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Viện, 58 tuổi, trú tại thôn 7, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trước đó, vào ngày 11 tháng 11 năm 2020, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo của chị L, 43 tuổi, trú tại xã Cẩm Minh, về việc gia đình phát hiện con gái mang thai 21 tuần. Thời điểm gia đình phát hiện bé gái mới 14 tuổi 35 ngày, hiện nay cháu 17 tuổi. Cháu cho biết bị ông Nguyễn Đăng Viện quan hệ tình dục dẫn đến có thai. Lúc này, Nguyễn Đăng Viện đã bỏ trốn khỏi địa bàn, không liên lạc với gia đình người thân. Đến ngày 4 tháng 11 năm 2022, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Đăng Viện khi đang lẫn trốn tại khu vực bìa rừng thuộc địa bàn thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đăng Viện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 10 tháng 11 năm 2022, Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đăng Viện về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.